Cần em câu mà gương đồ gì chưa kiểu không không thả nó xuống cá đi thả nó ra được rồi đưa ra đi câu rùa à? rùa với chùm cần không đến nhanh máy quay cả nhanh mặt máy quay cả nhanh mặt máy quay đây này mà từ bấy nó không mất nó được nhiều cá rồi. Qua thì ai cũng đau. Qua
Mẹ của nó nặng quá anh ạ. Nó vất quẩn rồi đấy. Mày cái thố này chả được cả. Mẹ mà ba đời cũng quẹ. Qua tôi mua mấy to luôn bị chảy mạnh. Một bão là gì? Nó yếu, cần này nó yếu, dài quá. Gãy phải đi đọc nước. Có một bão lên. Đây được. Đây. Chú hồ luôn kìa. Chú hồ ơi. Đâu có chơi rẻ đâu. Bịt mẹ nó cứ dừa dừa mình như thế mẹ. Nớ sơn hả? Cuốn hổ không? Mẹ chưa hẳn xu này đựng run nữa. Bây giờ ở ngoài tàu về giấu cái thùng nào thì cần lấy cái thùng này. Thịt tàu nó là thế à? Ấy, thịt mẹ hai ông lốp ngồi lắc nào kéo ông lại thịt mẹ ăn cháo của em. Thế là lợi còn có một mắt thôi nhá, thịt mẹ thật cẩn thận. Lần đầu tiên câu lộc đít mẹ cứ cho liếm đít mẹ. Em này chỉ chờ nó nhảy thôi. Nó chỉ cần lắc lắc phao phát giật là nó chết mẹ à. Nếu mà con dục thì nó đít mẹ mắc mẹ lưỡi lôi liếm giật xuống quá đít mẹ. Cái úm này chỉ câu mỗi xong đấy. Đấy. Đúng tròn thế à. Kiếm bẩn hổ. Này. Cái này cá to rằng phổ thế này. Cá to nó đớp lôi nghe. Mấy con to bắt hết rồi. Đặt đây này. Thế sách đèn đó nó xuống hết xong rồi. Nhưng nó cạn là nó không có, nó phải đầy lên thì đây nó cạn rồi này. Kiểu gì thì tôi hôm nay mới sang mà ông bảo tôi sinh nhật. Ông bảo sáng ngày mới đúng rồi. Đúng rồi. Tôi ngồi cái gì? Ra đời người rồi. Đôi tháng nữa anh ấy. Ôi giời ơi mày. Nhẹ thôi. Ôi giời ơi. Cái này cái đặt nhẹ không có mặt đấy. Nó không có mồm đấy. Ôi giời đấy. Ôi giời ơi. 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 Bà luôn thì cứ đưa là nó là đánh thôi. Sướng. 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 Sướng.
Tại các anh bảo là hôm qua nó vắt kiếm lên rồi, hôm nay phải hô nó vắt kiếm nào, cho nó vắt cúng mẹ đi. Mày đeo mày cũng mày mồ. Nó đeo cho em chém rồi. Em thể hiện mà. Mẹ nó chém cho nó chém nhau. Chém mình không chạy là mình rốt chứ. Chém mình chạy. Đúng rồi. Dạy gì đứng lên cho chị lại được thôi. Đau mình chứ. Cái gì đây? Móc đầu cũng được. Đi đâu rồi? Cái củ gạch kia với cái lá kia mà sang mà mò ấy. Ngắn thì đừng có vuông. Thôi đi về đi Trọng ơi. Đó, em đang câu vui. Em không nhìn mấy con cá này. Phía từ kia. Đến nay anh không được giật nó mới chán thôi. Câu mình từ từ đi vô vuông. Cá giờ nãy là cái gì đây? Cá gì đây? Ông đứng kia nó giật nó cũng cắm vào mặt ông á. Bố ơi, không còn đâu có gì à? Mày cứ bóp mạnh ra. Không bút nào. Ổ sướng này. Chết đó, báo chết đó. Có hàng như hàng về đấy. Súng mà hắn nó bắn vào đầu không ạ? Gắn cái ngô cái dịch ra. Gắn rộng ra hai bên đi. Để
Anh đang ở dưới vén thôi em ơi, anh ơi. Đấy đây vén ở cái chỗ đấy đây cạnh anh đây mấy gốc quá. Wow. Không. Vén vén về bên anh ấy. Đây này, anh đổ đổ cái này này. Đấy đây cái này này. Đấy cả cái đấy này. Tay anh cầm nữa. Đây đây khúc khúc này này. Đấy là hả? Đó. Đấy anh vén luôn chút của anh đi. Ui dù tỏ qua này. Đây này run đây này, đây con nữa này. Con đâu, con đi câu được anh. Hả? Con đi câu hay. Câu hay à? Ừ. Em khả năng buộc run rồi móc chùm mấy nơi. Buộc treo cái đầu dây cả. Cháu ơi mày cho tao mượn ghế ngồi đây được đấy. Mày lấy cục gạch kia mà mày ngồi cháu ạ. Nó vướng ngô nó ra này mà. Nào đâu chạy nhá. Nó bơi qua cho. Nó bơi qua dạy là đúng những ngòi lục. Ai đây đại gia không bắt đầu đến chiều về xong nhất thì phát thằng nó tụt đít đấy. Không, đâu bảo là xây được đầy túi xong tối về xong xách thì phát thằng nó tụt đít á. Anh đùa. Đi là về cởi ngay áo ra bật vào. Nhìn thấy chiều đấy chưa? Nhìn thấy chiều tụt đít đấy chưa? Không có túi đựng à? Cháu có mang cái gì đâu? Cháu câu ở nhà lăn trường đi ra đây mà. Mẹ ở cống nhỉ, tí nó mỏng. Không ý định ra đây để câu. Thank you.
rộng là phải lần luôn. Mày tí chết đồng ạ. Nhọt nghe chú khác. Cầm mất đít anh này. Đóng mất đít cả. Anh có khả năng anh chơi cám được hơn này. Đây đang câu cám rồi. Tao vẫn đang câu cám này. Mày đưa tao mượn cái thứ ghế đi. Mày đưa tao mượn ghế đi. Mặc không tao ngoảng. Mày đưa tao mượn ghế tao ngồi đây đi. Anh đéo cho đợi đi. Anh nhìn mày xuống mày giật. Đúng câu ở sông Hồng nó phải thích kia đấy. Ừ đấy. Có kiểu lộ rơi. Giật được con mắt đấy. Đúng mày câu nộp rồi. Đến ngực. Mùa nước lên. Nó phải động động hay là phải giật. Câu lộ rồi thế. Vậy à, cứ động mà giật. Nước lên nhiều. Động động rồi. Nó đi qua giật nó chết mà, loại này đi qua giật nó chết. Nó phải nỗi đơn đâu mà đợi nó dí. Lưỡi nó không dí được như lưỡi này đâu, lưỡi nó ăn nó mắc cục kia xuống đất nó chạy được. Này đâu. Nó tịt đất rồi. Đấy, lưỡi lục ấy nó ăn nó còn ở giật nó còn được, cái lưỡi này nó có tiền ăn. Đi qua chỗ vào đã chết rồi. Đang câu cám hả? Ừ, thì từ từ đấy để cho nó hết cục cám này. Trên cho lồ mở. Đi lên mày hỏi ra mở chưa?